Chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của mình. Hôm nay mình với mấy em mình lại tiếp tục nghịch các bạn. Đây, tụi mình đang đi đào đất để nghịch các bạn. Ui dồi ôi, này các bạn xem này. Các bạn biết đây là cái trò gì không? Đây, tụi mình bây giờ đang chuẩn bị đào đất để tí chơi pháo lổ pháo lan các bạn. Chơi đập đập pháo các bạn. Tao mất. Đấy, trên xe chị kia mà trên kia để phóng mất rồi. Đi, anh em mình đi vào xuống kia cho đỡ lắm. Anh không lên. Trái nhỉ? Có phải lông mày rất là hào. Mất năm đấy, chưa để mỏng. Đấy, cái kia lâu đi, đang quay. Tính lặn hộ em đi. Trời thì mất lặn hộ đấy. Không có cái dao đâu. Để lấy dao này mài ra mà khoét. Đào khoét cho được sâu thì nó lủ được to đúng không? Đúng rồi. Quá anh Huy, nhão quá. Cô ở lúc mấy con? Nó lúc 7 ạ. Mày bằng con gái cô rồi. Em Black mình. Em làm cùng với thằng Black không ơi. 4 á. Biến đi qua lại. 4 là luôn. Cô mấy tí. Cô năm nay đi nó 4. Mẹ này. Nó về quá. Mua pháo bông đốt. Nhà mau lên. Đập chưa? Bình hết quần áo một tí giờ gì cho đáng. Không. Hả? Em có bệnh đâu. Không bệnh lắm. Tí nhét cho đầy đất người. Đừng. Đi ra chỗ kia đi. Đây cho ngồi lên. Ô để quay nhá. Chuyện cô Quy mất mà. Đâu dạ. Anh xem nào. Đấy. Huy đập anh thử xem nào. Nào. Đi không quay à? Gì? Anh quay rồi. Quả này không bao giờ xịt. À. Chú ổ xịt rồi. Đây. Trời đường ấy. Này mà gì lấy phải to như thế. Ra đây. Anh bảo rồi, ra chỗ này cơ mà. Nào mấy đứa ra đây. À, cục của anh kìa. Vớ vẩn. Ô, em lấy cục. Cục bé đâu. Em vứt đi. Đây phải cầm theo đất thừa. Mấy con đứa là lấy ấy. Được, đang người khai trộm nó này. Đây, bố đây. Mấy giờ đây mình? Hả? Mấy giờ? 9 giờ là căng. Dạ. 10 giờ kém 10, 1 giờ kém 10 rồi. Chơi 12 giờ về. Chơi không biết đường về ăn cơm à? Ủa? Ăn rồi. Cơm nước gì cho này? Nhiên xì cho này. Đấy nha. Anh cho cái tay chị đắp này. Đấy, anh cho. Không được thôi, người đang nói chuyện đi rồi. Nặng. Đi. Chào với mẹ. Đúng rồi. Nặng nhất lấy đưa xuống nặng. Đấy, nặng trên kia mới chết. Nhấc ngay rồi. Nước nhấc lên, nhấc từ đường, nhúc nhối, đổ bọt xuống phát. Nhổ bọt là nó ướt. Hơi bé nghe nhổ mà. Hay chưa?
Nhiều quá. Cái vuông vuông vào xong là lặn như cái anh kia kìa. Đấy, lỗ như vậy. Em mẹ xong quả nữa rồi. Đây, ăn tay. Mày hả? Nó vừa mồm mồm rồi. Mày quay đâu? Vẫn quay đúng không? Lúc nào là mày đứng. Còn quay không anh ơi? Còn quay không anh ơi? Anh vẫn đang quay mà. Ấy đâu, người ta phải nổ nữa, người ta phải chạy đi, quay mặt đi này, quay mặt. Còn phải nhòm vào đấy. Sao mày khốn nạn thế? Anh dọa. Đất của đang ngon thế. Đây, có cái cục đất thừa của em đâu. Đấy. Sao đứa là véo này? Anh biết được. Anh nổ từ quán. Anh là biết đi. Yêu. Thổ được không được. Không được à? Bắn lên mặt anh đau không? Không, nó không đau. Sợ. Cãi nhau. Đấy, đấy, anh này đẹp trai. Đấy, đấy, đấy. Anh đẹp trai. Đây. Đây, Thanh Liên mẫn các bạn nhá. Đây. Đó. À, nổ lỗ anh xem ạ. Úi giời ơi. Ui, Thanh Liên lỗ to vãi các bạn ơi. Cái trò này ngày trước chơi vui lắm rồi. Thì đông đông mà. Thì chơi mấy anh em chơi chơi pháo này nhưng mà quả này này. Quả này mà chơi mà đèn đất là đèn ốm luôn các bạn này. Đấy. À đèn vừa cái lỗ này. À đúng rồi, đèn vừa cái lỗ này này. Nè mấy anh em mình chỉ chơi nghịch tuyết thôi, không chơi pháo đèn. Thì chơi vui vui thôi các bạn ơi. Ok. Huy, Thanh Niên Huy. Thanh Niên. Không có gì. Vừa vậy. Ờ, ok, đó đấy. Úi giời ơi, úi giời ơi. Nhưng mà nó không to, không kêu to. Tập pinh. Đây. Được không cái. Bây giờ cô lắm rồi. Cái đồ cô. Úi giời ơi, úi giời ơi. Mày khô rồi đấy. Mày khô rồi anh ơi. Ui vợ đất. Em lấy thơm đất của ai mà. Mày
nó lặn khó ấy. Ủa, ủa, sao nó biết thế này nhỉ? Đầm linh kiện nhỉ? Chiên lại. Chị bước của anh không? Chiên gì đó? Ủa, cái gì á? Anh đã mỏi. Ok, bây giờ mình sẽ làm quả to khổ bố luôn các bạn ơi. Em đang định ngọc ấy, anh không biết làm đâu. Anh không biết làm đâu. Ok. Mình ra đây rồi. Khốn nạn. Khốn quá. Đất này, đây các bạn thấy không? Đất này, đất bùn, đất thịt này các bạn, rất là đẹp nhé các bạn nhé. Với đất em mình lấy là dưới ao đó. Nhìn như cái quan tài ấy. Ui dồi, ui dồi. Đâu mà đâu? Dạ. Ra lặn đi, ra đi, ra lặn đi. Anh đòi cứ vòng lặn nữa. Không, ra lặn đi, đi. Lặn đi để hai đứa tí giờ anh chụp kiểu. Dạ. Anh chỗ nào là anh chỉ được. Con quả này to bằng nắm tay rồi. Nữa. Nữa. Tí anh em thi cái gì em mới cười. Tí anh em thi lặn cho mình dán ra cái gì. Lặn cái con duyệt từ đâu lấy đi que cái gì ít que. Con quỷ vẫn nó cười. Ok, đấy. À, đấy con gì đấy dưới đấy? Quả em to nhất mà, em sẵn sàng. Thì đấy. Bây giờ anh em mình cùng đập quả nhá. Đập cùng lúc á? Ừ. Chứ mà nhớ đập vào nhau rồi. Đúng không? Anh đập đây, mình đập đây, đập đây. 1, 2, 3. Đây cái của mình này nó trông như đây của em. Đây của cô Quy nữa. Này của cô Mẫn nó to. Mẫn cơ khỏe đấy. Mẫn của mình nó bé nhất thưa. Bây giờ mấy anh em mình đập pháo chán rồi các bạn ơi. Có lẽ clip của anh em mình sẽ kết thúc đây các bạn nhé. Hẹn các bạn ở trong những clip tiếp theo. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ bọn mình nhé. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye, bye.